4 loại hạt giàu protein hơn cả thịt, cá, trứng, sữa. 1. Hạt đậu phộng. Trong 100g hạt đậu phộng chứa 26g protein, đáp ứng 1/3 nhu cầu của một người trưởng thành trong một ngày. 2. Hạt hạnh nhân. 100g hạt hạnh nhân chứa 21g protein. 3. Hạt dẻ cười. 100g hạt dẻ cười chứa 21g protein. 4. Hạt điều. 100g hạt điều chứa 18g protein. Ngoài ra, trong các loại hạt này rất giàu các vitamin, khoáng chất và các chất béo lành mạnh rất tốt cho sức khỏe.